làm cái này nha, làm cái này cho thịt quyển nha. Bữa hôm làm bánh mì ăn xíu mại không có làm cái này nên làm cái này. Đây mình có thịt xay, mướp của hành tím, của hành tây, chút bột nêm gà, nước tương, đường chút xíu hạt. Rồi giờ mình bỏ vô mình trộn, mình xay thịt mình xay rồi thì mình trộn. Của hành tây, bên em có củ sắn, mình thấy của hành tây. Hành tây mình vắt bớt nước ra. Để nước gì đó không. Này, của hành tím. Trộn vô hết vô luôn. Nhưng củ hành nhiều ngon, không có củ sắn. Cái bột nêm gà chút xíu, chút nước tương, nước thơm, cho chút xíu muối, đậm đà. Thêm miếng tiêu. Mình trộn cái mình xay. Chỗ này máy này nó mới đều, mình trộn bằng tay nó được đều, tay mình yếu mình không có ngồi được. Mình người Việt hay ăn nước mắm, người ta nó mới nước mắm, người ta làm nước tương không.
ra. Cảm đi cảm mà ngon lắm. Mình bỏ ra mình đào riêng. Này, heo không nha con. Trục trộn chứ không phải cái trục sai, trục trộn không có răng cưa, còn cái trục sai, trục mình sai nó có răng cưa, nó có lưỡi dao bén, còn này nó không có lưỡi dao, nó là bằng nhựa luôn, nó không có dao, mình chỉ trộn thôi. Mình nó đều, mình khỏi cái nát, khỏi cái nhát nữa. Bé. Dạ. Đây các bạn làm như vậy là hết thôi em. Mua cái này cũng rẻ lắm. Mà cái Mỹ làm nhanh. Nửa tiếng giờ mình xe chạm ai rồi. Sao nó cà mình làm cái sót nha. Rồi, mình bỏ hành tỏi vô một phi, nó thơm. Có cài vô.
cho một chút cuốn muối cho nó đừng có chua. Thơm quá. Đây dầu hàng. Cái cục nước ngon quá. Nó cho một bắp vậy ra. Một bắp, một bắp. Cho nó sạch sạch sạch. Rồi mình trang nước bột bắp vô. Cái là sệt mình, cái xong mình đổ vô trong cái xíu mại. Cái mại nó ngọt ngọt. Cho miếng
chicken powder. Rồi, ngon rồi. Bây giờ đổ vô trong cái nồi này. Rồi, đổ vô đây nha. Cái xí mại mình chiên cũng gần chín rồi. Giờ đổ lên cho nó thấm. Xong rồi mình để nhắc lại, mình cho nó 20 phút nữa là chín. Rồi xong rồi, tắt vô.